Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở hẻm 588 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Hướng xe đang chạy theo hướng này ha, là mình về lại chợ Bình Trị Đông và vị trí nhân đang đứng là đường tỉnh lộ 10 nha anh chị. Ở gần với lại chợ cây gia xà đằng kia ha, đằng kia là chợ cây gia xà. Căn nhà mình nằm ở hẻm là 588, đường tỉnh lộ 10 ha hẻm này là hẻm xe hơi qua lại nha anh chị hẻm xe tải nha hẻm 588 là hẻm xe tải ha anh chị vị trí này đi hẳn tí xíu là mình về lại ngã uh, tư cây gia xà giáp với quận 6 gần chợ Phú Lâm gần cấp Bắc Phú Lâm đó mình liền kề với khu tên lửa Eon Bình Tân mình rồi nha hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nở hậu nha anh chị với chiều ngang là 3m và chiều sâu vào là 10 m Được xây dựng với kết cấu một trệt, một lửng và hai lầu, nhà đúc bê tông cốt thép, nở hậu nhẹ tí xíu, 3 m mốt ha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng nam ha. Đó, nhà đúc bê tông cốt thép nha anh chị. Cách một căn ra mặt tiền đường hẻm xe tải 588 đường tỉnh lộ 10 nha. Rồi bây giờ nhân sẽ review vào trong cho anh chị mình xem nha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng nam ha. Đó, từ vị trí hẻm 588 này mình về tới căn nhà của mình ha là đứng thấy luôn cái căn nhà đang cao cao đó ha có cái bồng nước ở trên đó nhà đang cao cao đó đó là vị trí căn nhà của mình ha hẻm 588 này là hẻm xe hơi nha đó, hẻm xe tải qua lại luôn nha anh chị ở đường thì đường thì đang đã nâng rồi ha đường là đã nâng rồi luôn nè điện thì điện âm chuẩn bị làm luôn nè anh chị đó điện âm ha đã, đã làm là sắp làm luôn rồi căn nhà này nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị cách một căn là ra mặt tiền nha sổ hồng riêng có hoàn công nha anh chị mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên nha đây căn nhà cao này là vị trí căn nhà của mình nè hướng nhà này là hướng nam nha anh chị hướng này là hướng nam ha một trệt một lửng hai lầu nhà đúc bê tông cốt thép nha đó anh chị nào anh chị nào, nào thích một căn nhà đúc thì căn này ha cách một căn ra mặt tiền rồi thấy chiếc xe màu hồng không chị chiếc xe đó màu hồng nha anh chị chiếc xe đó màu hồng đó là xe hơi chạy vô được ha đó rồi xe tải là chạy vô tới nơi luôn nha đó còn căn nhà mình nè đó căn nhà kế bên này có cái đồng hồ điện nè đó là căn nhà nè cách một căn thôi một căn thôi nha anh chị một căn là ra tới rồi đây do nghĩa vào trong review cho anh chị mình xem ha giá tỷ 3 tỷ không năm thôi 3 tỷ 050 giá này còn thương lượng nha Thương lượng cho chính chị, anh chị mình mua bán nhanh luôn Rồi ngoài kia là mặt tiền anh chị Ngoài kia là mặt tiền nha Đó ngoài kia là mặt tiền ha Cái đây ra ngoài chừng 70 m Đó đây ngoài chừng 70 m thôi anh chị Hẻm rộng rãi cách một căn là ra Căn nhà mình có địa chỉ là 588-7-4 Tôi xin lỗi chị 4 7 ha 588-4-7 Đường tỉnh Lô 10, khu phố 16, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, đó, ngoài kia cách đúng một căn ha. Ngoài sau lưng nhân đó là cái sân của nhà người ta. Nên người ta, người ta không xây lên mà người ta làm tôn ha. Cái này xây lên là cái trước nhà mình đẹp hơn nữa nha. Xây lên là cái trước đây mình nhà không đối diện nhà với người khác ha. Hai lớp cửa. Mặt trước này thì ốp gạch cao ráo. Cái bàn công lớn ra được 1m2 nè. Đó, nhà lớn bàn công 1m2 ha. Vị trí này ngang từ cái bí tường này qua tới cái bí tường bên đây là 3 mét thẳng rồi cuối căn nhà là 10 m nở hậu nhẹ tí xíu 3 mét 1 hai lớp cửa một lớp cửa cuốn một lớp cửa sắt kết hợp với kính bốn cánh ha Đó, xung quanh thì ốp nhựa giả gỗ cao lên khoảng 1 mét 2 ở một... cái đèn trang trí giữa ha đèn trang trí ở giữa ha đóng là phong vượt tầng xài đèn led ha anh chị nó cắt cái gỗ CNC cho anh chị mình chỗ này Đó, tường cao ráo ha điện âm tường hết nha anh chị điện âm tường ha chỗ này thì cái vách chỗ này thì cũng lớp uh ốp một tấm gạch phía trước đó cũng dạ quen ha ở đây có làm cái bậc cho anh chị mình chạy xe vô luôn bằng sắt ha cái nào mình sử dụng được thì chủ để lại cho anh chị mình đó. điện âm tường hết nha anh chị điện âm tường ha cầu thang đi lên đi theo chiều thận cái đồng hồ ha đó. cầu thang ở ngay chân cầu thang này thì cũng còn trống trống anh chị mình thuê về làm cái tủ cái chỗ này thêm ha là ở xung quanh đây thì chủ dán tường cao rá lên tới trên nó đó, đóng lao không giật tầm tủ bếp trên cao lên tới trần luôn tủ bếp dưới ha đó, mặt bếp bên trong thì lót gạch sạch sẽ đó, bếp thì cũng lót gạch sạch sẽ luôn ở nhà vệ sinh ở cuối ngay khu vực nhà vệ sinh này có cái là một cái giếng cái đường nước đó, anh chị mình về cao cũ mình để chỗ này và ngay cái vị trí này là cái giếng trời ở trên đó anh chị đó, có làm cái cung che chỗ này luôn nè rồi nhà vệ sinh ở cuối ha nở hậu hết anh chị nhà anh chị mình nhà này thì nở hậu tí xíu các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha Gạch ốp cao ráo lên tới trên nha anh chị Đó, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ có làm cái dốc móc treo đồ cho anh chị mình luôn Đó, điện thì đang tắt nên anh chị mình đi xem thì đi xem vào buổi sáng giùm nhân nha cho nó rõ ha. Đó, căn nhà đúc bê tông cốt thép hết với chiều ngang là 3 mét và chiều sâu tới vị trí nhân đang đứng tới nhà cạnh nhà vệ sinh này là 10 m và nó hậu nhẹ được uh, nó hậu nhẹ được 3 m mốt ha và chị mình thấy uh, cây xoài phía trước là cái sân của người ta và tấm to nó là cái sân của người ta ha. nếu người ta xây cao lên nữa thì nhà mình nó uh, không đối diện nhà với nhau rồi ha anh chị ha. sổ hồng riêng một trệt và một lửng hai lầu nha chị máy tre thang hướng nhà là hướng nam ha bây giờ đi lên trên cho anh chị mình xem nha cầu thang đi lên trên ha ngay hai bên thì cầu thang thì đồ hang đúc ha và tay vịn thì tay vịn sắt ở đây mình có thể về lại mình làm mình lót đá hoa cương ha đó đá hoa cương lên thêm sàn này là sàn gỗ nha anh chị sàn gỗ nha ở đây cái lửng của nhà mình ở ngay vị trí cái lửng này thì chủ cũng cắt cái tấm gỗ cnc nè anh chị đó đường đà đúc nè nhà đúc bê tông cốt thép nha anh chị chỗ hồng riêng có hoàn công mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên ha cắt tấm gỗ này ha đó, giống hình hình cái cây vậy đó ở cái lửng phía sau mình làm được một phòng nha ở trên thì cái đường đà đóng này có cái trường cái cây sắt mình đưa ra ha anh chị mình có thể để gấp quạt nó điện âm tường hết nha anh chị điện âm tường hết ha đóng là phong dịch tầng xuống xíu ở nhà đúc thì vô mát mẻ nha ở đây là một cái vách gỗ để anh chị mình trang trí đó để trang trí bình gụ hay là gì đó ha phần nở hậu của mình nhẹ tí xíu nở 3 mét mốt anh chị hướng nhà của mình là hướng Nam nhà mình thì nằm gần chợ cây gia xà nằm gần chợ khu lâm cớp mắt khu lâm chát quận 6 đó, liền kề với khu tinh lửa đường tỉnh lộ 10 là song song với cái đường số 7 ở bên kia khu tinh lửa ha anh chị mình thấy có thể các hẻm thông ở bên kia thì mình cứ chạy vào là nó không ra đường số 7 bên kia hết nha một trệt và một lửng hai lầu các anh chị ngay không gian của cái lầu 2 này bắt đầu lên đây thì chủ có mở cái cửa sổ ở chỗ này ha rộng rãi cửa khúc có khung sắt bảo vệ luôn nha phòng ngủ phía trước rộng rãi phòng ngủ phía sau rộng rãi nha ở phòng ngủ phía sau này thì dân thấy có cái nhà vệ sinh nằm ở cuối cửa phòng ngủ thì cũng còn mới cửa gỗ ha anh chị ngay cái vị trí này thì chủ cũng làm cho mình một cái cửa sổ và có cung sắt bảo vệ luôn Nó trần nhà cao ráo nha đóng lao phong dược tầng xài đèn led hết có đèn ngủ cho anh chị mình luôn hiện tại là không có mở đèn ánh sáng tự nhiên đang vào ha và căn nhà vẫn sáng nha anh chị ánh sáng tự nhiên vào nhà mình vẫn sáng nha anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh YouTube bất động sản Sài Thành nha anh chị. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của nhân và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ưng ý nhất cho mình. Ở bên trong nhà vệ sinh thì các thiết bị nhà vệ sinh như thấy đầy đủ và có làm móc treo đồ cho anh chị mình luôn ha, ốp gạch sạch sẽ cao ráo lên tới trên. Đó. cửa nhà vệ sinh là, là cửa nhựa giả gỗ nha anh chị. sàn thì lót sàn gỗ, ở phòng ngủ này lót sàn gỗ ha. chỗ này thì nhà mình tương đối cao nên chủ có làm cái cửa sổ có kính và có khung sắt bảo vệ cho anh chị mình luôn nha ngay chân cầu thang cũng là một cái cửa sổ ha và mình tiếp tục đi ra phòng ngủ phía trước nha anh chị ở phòng ngủ phía trước này thì cửa vẫn là cửa gỗ nha và có một uh, cửa ra ngoài ban công đó, có lắp đèn cho anh chị mình luôn trần nhà đóng la phong giật tầng ha đàn ở trên đúc rõ ràng ha anh chị anh chị mình nhìn ở trên đó đó là cây sắt đưa xuống để khi mình có lắp quạt tầng thì mình lắp ha nhà đúc bê tông cốt thép nha anh chị pháp lý là sổ hồng rõ ràng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên ha nhà nằm ở hẻm 588 đường tỉnh lộ 10 588 4 7 đường tỉnh lộ 10 phường Bình Trị Đông quận Bình Tân cái ban công của nhà mình lấn ra được 1 m2 Đó, ban công lớn ra được 1 m2 ha. cách mặt tiền đường tỉnh lộ 10 chỉ khoảng 70 m ha anh chị 70 m, 50 tới 70 m gì thôi. Đó. Đây là phòng ngủ thứ ba của mình rồi ha. Ở lẫn mình có một phòng ngủ, ở trên đây mình có có hai phòng ngủ trước và sau. Đó. Ở trên đây có nhà vệ sinh, ở phòng ngủ sau có nhà vệ sinh phía trong. Rồi tiếp tục đi lên, cầu thang thì cầu thang tay vịn sắt nha anh chị. Mặt đi thì uh, đi thì gỗ nha. Đó, lót gỗ và cái chỗ này là đúc nè anh chị chỗ này là đúc hết nha đó anh chị mình về ốp đá qua cương lên cũng được nha anh chị và cắt cái tay gỗ này thành uh, kính cường lực cũng được nha anh chị đó. và ta dịnh gỗ ốp lên cũng được còn đây ngay chân cầu thang thì lúc nào cái căn này cũng có, có cái cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên và hiện tại nhân đang quay vào cái thời điểm là nhà này không có gắn đèn không có đèn vào buổi tối đang uh, bị khóa điện nha mà ánh sáng vẫn rất tốt ở trên này là máy đúc máy che thang đúc luôn nè ở đây phòng ngủ phía sau ha và đây là phòng ngủ thứ tư của mình rồi đó cửa phòng ngủ thì nhân thấy còn mới ở phòng ngủ phía, phía sau trên tầng 2 này á, thì có cửa sổ có khung sắt bảo vệ đóng la phong dịp tầng có lắp đèn led đèn ngủ điện âm tường đầy đủ hết cho anh chị mình ha Căn nhà này có hướng chính là hướng nam nha anh chị Ngay chân cầu thang ở trong phòng ngủ này cũng có cửa sổ nữa nè Đó, sàn chắc tầng ở trên đây thì nãy mình để ý là còn là sàn gỗ hết nha Chỉ 3 tỷ lẻ 50 triệu Mình sở hữu căn nhà ở hẻm 588 Xẹt 4, xẹt 7, đường tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân Đó, Nằm liền kề với khu tên lửa Eon Bình Tân anh chị mình thấy cái, cái cái trụ đó đưa lên không đó chính là uh, nhà thờ Bao Lô ha đó, trên đường số 7. ngay góc đường số 7 và đường vành Đai Trong đó anh chị ở ngay cái vòng xoay cái đó là nhà thờ Bao Lô ha còn đây thì cái sân thượng phía trước của nhà mình nha anh chị ở trên đây có làm cung sắt rồi anh chị mình có thể che mát bằng một cái che hoặc là làm tôn, làm ngói để có thể che xa cái sân nhà của mình đó. Anh chị mình có thể là sử dụng cái sân này để làm uh, sinh hoạt gia đình Hoặc là trồng cây, trồng rau Ở cái cửa ra ngoài uh, sân thượng này thì uh, cửa làm Bằng cửa sắt kết hợp với kính đó. Nhà thì đúc bê tông cốt thép Pháp lý là sổ hồng rõ ràng Ở đây mình chừa chỗ để mình làm một cái uh, Nhà vệ sinh ở đây ha đó. Thì uh, căn nhà mình ở hẻm 588 đường tỉnh lộ 10 ở chiều ngang là 3 m và chiều sâu vào là được uh, 10 m từ tầng 2 tầng 3 ở đây là lấn ban công qua được 1 m nữa ha thì căn nhà mình là uh, ngang 3 m và chiều sâu vào là 10 11 m rồi đó, từ tầng 2 là, là được 11 m hết chị ở sân thượng này thì cũng lót gạch sạch sẽ nha cách mặt tiền thì chỉ khoảng 70 m thôi ngoài kia là mặt tiền ha. Đó, ngoài kia là mặt tiền nha anh chị, vị trí đầu video ha. Còn kế bên đây là cái sân của nhà, của nhà người ta nè anh chị, cái sân của nhà người ta ha. Đó, sân của nhà người ta. Ngoài kia là mặt tiền ha, còn đây là cái đường nhựa bên hông của nhà mình. Đó, khu vực mình cao ráo sạch sẽ ha. Hẻm bên đây, hẻm thông tới nè. Đó, hẻm bên đây hông qua nhà mình nè anh chị. Đó, ở trên đây có làm cung sắt rồi, anh chị mình có thể để đây trồng cây rau củ quả trên đây cho gia đình mình sử dụng ha đó, sạch sẽ ha anh chị sổ hồng riêng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên căn nhà nằm ở hẻm 588 đường tỉnh lộ 10 588 sẹt 4 sẹt 7 đường tỉnh lộ 10 căn nhà có kết cấu một trệt một lửng và hai lầu nhà đúc bê tông cốt thép hiện tại có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh pháp lý là sổ hồng riêng có hoàn công cách mặt tiền đường tỉnh Lộ 10 chỉ khoảng 70 m và cách đường hẻm 588 chỉ khoảng một căn nhà tương lai ra căn gốc hai mặt tiền ha anh chị sổ hồng riêng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên nhà nằm hoàn Tàu trong khu dân cư hiện hữu ha liền kề với khu tên lửa gần chợ Phú Lâm gần khớp mắt Phú Lâm gần chợ cây gia xa hướng nhà là hướng Nam giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 3 tỷ lẻ 50 giá này vẫn còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha đó, anh chị mình quan tâm tới căn nhà có giá dưới 3 tỷ thì liên lạc với nhân Đó, để nhân hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá thêm nha anh chị ờ, nhân xin chào hẹp lại chị ở video quay nhà lần sau hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nha và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình nha anh chị